từ Quảng Bình trở vào trong Nam á, thì có khoảng 30 sân góp. Sân Tân Nhân Nhất là một cái sân rất là tốt, hầu như các giải đấu lớn đều tổ chức tại sân Golf Tân Nhất, vì nó có 4 đường ABCD, tức là 36 hố, thì đầy đủ để nó có thể là thực hiện đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn về các giải góp chuyên nghiệp, có thể nói là tới thời điểm hiện nay có dịch vụ tốt nhất miền Nam. Sân góp Tân Sơn Nhất, một điểm đến quen thuộc của cộng đồng golfer phía Nam. Ít nhất các vận động viên của chúng ta cũng đã có một hoặc là nhiều lần trải nghiệm các hố góp tại sân góp Tân Sơn Nhất này. Và liệu là sự quen thuộc này có giảm đi tính thử thách của HTV Swing Cup hay không? Hay quá. Về cái giải đấu thì nếu mà tổ chức ở sân Tân Nhất thì nó cũng thử thách chứ cũng không phải là đánh nhiều là mình quen được. Vậy thì những thử thách đến từ đâu, đặc biệt là với giải góp theo thể thức match play đối kháng như thế này? Tôi sẽ xin được giới thiệu hai cái đường góp. Một là một cái đường góp ngắn và dễ, hai là một đường góp khó và thách thức dài. Thì ví dụ chúng ta biết được hố 7D là một trong những hố rất là ngắn. Ở tee xanh thì nó chỉ tầm khoảng 290-300 gia thôi. Tuy nhiên là khi mà thi đấu đối kháng với nhau á, thì vận động viên nếu như có những cú phát bóng xa, vì thi đấu đối kháng mà, thì xa thì nếu như mà anh dám mạnh dạn anh tấn công và banh on rin, cơ hội ghi được điểm eagle hoặc là birdie có thể thắng hố đó. Còn nếu như mà chúng ta sơ sẩy trong việc phát bóng thì có thể lạc xuống nước thì lại là cơ hội cho đối thủ còn lại. Còn với hố khó ở sân golf thứ nhất thì là hố số 9D, là với chỉ số index 1, thì đây là một hố khá là dài. Và với tee xanh thì nó rơi vô tầm khoảng 430 gia, cái eo nó thu hẹp lại ở khu vực tiếp cận rin. Cho nên là các golfer cần phải có những cái phương án tính toán thật là kỹ để khi mà second shot chúng ta cong cờ hay là phòng thủ để chúng ta ghi điểm bogey, hay là chúng ta cong cờ để ghi được điểm pha hoặc birdie để chúng ta quyết định hố, thì đó là đòi hỏi vô tùy tình huống và các golfer cũng phải lưu ý. Quý vị, bên cạnh chất lượng sân bãi, cơ sở vật chất thì tính chuyên môn cũng như là sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cũng được chú trọng nhằm tạo ra những thử thách mới mẻ bất ngờ mang đến cho các golfer tại HTV Swing Cup. Lãnh đạo sân cũng xác định đây là một cái giải rất quan trọng để tập trung về tất cả chỉnh chu về khâu tổ chức, đảm bảo về cái chất lượng của sân bãi và tăng cái sự thử thách để cho cái giải đấu nó hấp dẫn hơn. Về cái công tác set up cho một cái giải đấu thi đấu match play thì chúng tôi linh động và chúng tôi điều động những cái khu vực phát bóng có lúc xa lúc gần, thậm chí có những hố chúng tôi bình thường thì chúng tôi để tee xanh nhưng mà có thể có cơ hội cho golfer có đánh thể một on thì chúng tôi dời lên tee trắng, và cái đường góp đó có thể là khoảng 290 gia thôi. Về cái vị trí lỗ cờ thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu bố trí những cái vị trí cờ nó vẫn đạt được cái tiêu chuẩn nhưng mà nó đòi hỏi là cái sự hấp dẫn cho những cái cú bích hay chọn những cái chú công cờ, mà có thể là những cái ngày thường thì golfer vẫn chưa có đánh được ở những cái vị trí cờ đó. Đó là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng đó là rất là thú vị trong cái giải HTV Cup lần này.